bị hỏi là cho cháu hỏi 45. Cho cháu hỏi bộ sư già lắm hay sao hả? Cho cháu hỏi khi đã hết thọ mạng ở cõi trời sắc giới và vô sắc giới thì xuống trần họ có trở lại việc có dục vọng không? Thì câu này mời Đại Đức Tuệ Tường trả lời trước. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, khi mà ở đây thì cái vị này đề cập thẳng vô cái vấn đề, chứ nếu mà nói là một vị mà ở cõi sắc giới hay vô sắc giới khi mà họ hết tuổi thọ, cái trường hợp mà họ xuống trần á, ở đây theo cái từ trần này sẽ hiểu là tái sanh thẳng xuống cõi người đó, tái sanh xuống cõi người đó, cho quý vị hiểu rõ hơn. Khi mà nói sắc giới hay là vô sắc giới ở đây á, là tức nói cái đối tượng này nè, tức là phạm thiên, mà phạm thiên thì cái lĩnh vực phạm thiên, muốn được phạm thiên á, là phải tu thiền chỉ, thưa vị, gọi thiền samatha đó. Thì sanh về khi mà đắc thiền chỉ và duy trì được cái tầng thiền đó, khi đến khi thân hoại mạng chung thì sẽ được tái sanh về tầng thiền tương ứng, cái cõi tương ứng đó. Thì cái đặc tính phạm thiên thì Đức Hạnh Tuệ trong rất là nhiều bài Đức quý vị nói đó, Đức Hạnh Tuệ có nói quý vị đó, nghe đặc tính của phạm thiên là ly dục, có phạm thiên là chỉ ăn chú vào thiền thôi, chứ nó không về các dục trần á, ngũ dục công đức rồi đó, là không có liên quan nữa. Thì trường hợp cái vị này hỏi là khi trường hợp là nói là tái sanh thẳng xuống làm người, đây trường hợp này vẫn có thì vị, nhưng mà trường hợp này nếu nó đúng là trường hợp mà khi mà là phạm thiên nha, phạm thiên mà nó tái sanh thẳng xuống làm người á, làm có người mình nè, thì cũng có, nhưng mà rất là hiếm. Thưa vị, thì vị này hỏi là việc trở lại có dục vọng không? Hỏi có không là có, nhưng mà phải hiểu nữa, vậy phải hiểu là như vậy có, nhưng mà cái dục đó, cái dục của cái vị mà khi mà nếu mà tái sanh bị gọi là trực tiếp nha, direct nha, đó trực tiếp xuống đó. Thì nếu mà có thì cái trường hợp của cái người này nè, cái dục đó của họ là không có nhiều, thưa vị, vẫn có nhưng mà không có nhiều, không có thô thiển như cái sự ham muốn ham ăn này nọ, họ chỉ giống như là họ, quý vị biết là có những người giống như là họ sinh ra mà họ không có đam mê vô ca hát múa hát, rồi đâm vô ham không thích quá, ham ăn ham ngủ, đúng không, ham tiếp xúc, ham nói chuyện đó, ham ưa ham công việc, rồi ham mùi hương đó, âm thanh này nọ, siêu đại cả đại loại như vân 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 như vậy đó. Thì ví thì cái chúng sanh đó mà ví như là tái sanh xuống xuống từ phạm thiên mà xuống thẳng nè, cõi người nè, thì quý vị ví duyên là giống như trong gia đình có một đứa bé, gia đình có tự nhiên hôm nay sinh ra đứa bé, và đứa bé này tánh tình nó kỳ lắm, mà nhìn vô có thể là nó quái dị, nó biệt lập, như nó ít tiếp xúc bạn bè này nọ. Ở đây sư nói rõ nha, cái việc mà nó bị bệnh trầm cảm này nọ hay là bị tự kỷ là khác nha, có thể đứa bé này là nó sinh ra đứng lên nó chỉ nó cái vấn đề nội tâm đó, nó chỉ hướng về cái việc tu tập cái nội tâm đó thôi, không, và nó phát triển tâm linh đó thôi, không, chứ không có ham thích vô cái việc mà giống như là những đứa trẻ khác đó. Thì cái việc mà dục thì nó vẫn có, thì vậy vẫn vẫn có ham thích thôi, nhưng mà cái nó không có nặng, nó hạn nhận như thường, không, và nó thiên về cái hướng mà tu tập, đặc biệt là tu tập thiền đó, thường là như vậy, thưa quý vị. Cho nên là mình phải hiểu rõ là, chứ mình không thể đánh đồng giống như nói là chúng sanh mà từ đã đó là phạm thiên mà tái sanh, nếu mà trường hợp cái tái sanh xuống thẳng mà mình so sánh là nó cũng còn dục, mà mình nghĩ là nó như như những cái người bình thường khác, cũng ham ăn ham ngủ ham chơi đó, các kiểu ham hưởng thụ đó, thì cái đó nó không đúng, tại vì nó vẫn còn dư sót, dư âm, thưa vị, dư âm. Còn khi mà thí dụ mà thường thường á, là phạm thiên mà ở sắc giới hay vô sắc giới, thường thường họ xuống, thường thường xuống đa phần nha, họ xuống theo hết tuổi thọ, nó xuống theo tuần tự, thì vậy tuần tự các tuần tự theo từng tầng thiền, hay là họ xuống tới những cái cõi trời dục giới đó, họ xong họ xuống tới
con người. Dạ, cũng xin kết thúc cái câu trả lời đây, để hiện tại mong bổ sung được thêm. Quý vị, cái mà Đại Đức Tuệ Tường vừa mới nói là có cơ sở chứ không phải là không có cơ sở. Như là trường hợp của Ngài Maha Kassapa, Ngài đã đi xuống trực tiếp từ cõi Phạm Thiên mà về với cõi người, cho nên là Ngài là đệ nhất ly dục, tức là Ngài là vị thực hành miên mật 13 hạnh đầu đà. Mà Ngài, đối với Ngài nó rất là thoải mái, mà nó không có cái gì là cản trở hết. Còn với chúng sanh mà ở cõi dục của mình thường, thì khi thực hành 13 cái hạnh đầu đà, mình kiểu gì mình cũng sẽ cảm thấy là nó gò bó, chứ mình không cảm thấy nó dễ chịu. Hoặc là nó giống như quý vị đi học, có bao giờ mà mình đi học bổ túc học sinh giỏi chưa? Ở Việt Nam nha, thì không nói ở nước ngoài. Cái kiểu bổ túc học sinh giỏi ở Việt Nam á, là dạy trước chương trình. Ví dụ như là học sinh giỏi lớp 5 là dạy chương trình lớp 6. Đó, rồi học sinh giỏi lớp 9 là dạy chương trình lớp 10. Cái kiểu như vậy đó thì gọi là bổ túc học sinh giỏi. Thì có những cái đứa học sinh á, nó học thì ví dụ nó học lớp 9, học chương trình lớp 10 thì nó cũng học được, nhưng mà nó hơi miễn cưỡng. Nhưng mà nếu như mà đẩy lên lớp 11 nữa thì là căng với tụi nó lắm. Đứa lớp 9 nó căng lắm, mà đẩy lên lớp 12 nữa thì có khi nó chịu nổi. Nhưng mà đương nhiên là có những trường hợp ngoại lệ, tuy nhiên hầu hết đa phần là như vậy đó. Khi mà mình đẩy cái chương trình mà nó quá khả năng của mình thì mình sẽ cảm thấy nó hơi gò bó. Nhưng cũng cái đứa học sinh đó, sau khi nếu như mà nó lên lớp 10 mà nó học chương trình của lớp 10 thì nó rất thoải mái, không vấn đề gì hết. Cũng tương tự như vậy đó, những cái chúng sanh mà ở cõi dục á, khi mà hành 13 hạnh đầu đà thì kiểu gì thì họ cũng sẽ không cảm thấy thoải mái như là những cái vị mà từ cõi Phạm Thiên xuống. Bởi vì các vị ở cõi Phạm Thiên xuống, như là trường hợp Ngài Maha Kassapa, Ngài ly dục một thời gian rất là dài, cho nên là cái việc Ngài thực hành 13 hạnh đầu đà, Ngài thực hành rất là thoải mái. Và Ngài, phải nói là Ngài hoan hỷ, Ngài an lạc khi Ngài được sống thực hành 13 hạnh đầu đà. Và một đặc điểm nữa là Ngài, cái chuyện mà hành thiền quay trở lại rất là nhanh. Bởi vì Ngài chỉ đơn giản là quay trở lại thói quen cũ thôi. Còn chúng sanh ở cõi dục thì cái sự kiện đó nó sẽ khó hơn. Chính bởi vì như vậy, những cái chúng sanh mà ở cõi Phạm Thiên đi xuống thì được một cái lợi thế rất lớn, là do đã sống một khoảng thời gian ly dục rất là dài, cho nên là đời này đó các vị đó có khả năng ly dục tốt. Tuy nhiên, nếu như mà mình sanh vào một cái gia đình không có thiền định gì hết, mình lớn lên mình cũng không có điều kiện để mình hành thiền rồi, chứ đừng nói chi đến cái chuyện là mình xuất gia ha, theo đạo Phật. Nếu mà mình bỏ lỡ cái kiếp đó đó thì coi như thua, tại vì mình sống ở cái cõi người thì dần dần mình sẽ bị ô nhiễm. Ô nhiễm dần thì nó sẽ gọi là mình phàm hóa dần, nó tục dần, thành ra là dần dần thì sẽ mất, mà qua trải qua một kiếp, hai kiếp rồi, ba kiếp rồi là coi như thua đó. Cho nên là đúng là vừa xuống thì cái dục thì ít nhưng mà vẫn còn nha, không có nghĩa là không có nha, vẫn còn. Trừ khi là vị đó có cơ hội quay trở lại cái đời sống phạm hạnh, hoặc là cái đời sống thiền định thôi. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.